Ngôi nhà này là của vợ chồng trẻ Mới cưới về ở Từng bị ma lôi Từng bị ma đè Rất là gùng gận Chào quý vị và tất cả các bạn quay trở lại kênh Hiệp TV Thì uh, Hiệp Hiệp uh, cảm ơn uh, em My có gửi email và uh, kết bạn vào Zalo có chia sẻ cái ngôi nhà này uh, mình mới đến quay thì uh, ngôi nhà này là của chị chồng của em thì uh, cách nay cũng khoảng trên 10 năm uh, về trước người anh của em uh, cưới vợ về thì uh, cha mẹ cũng hơi khấm khá anh muốn ra uh, riêng thì được cha mẹ cất một cái ngôi nhà, nó cũng không cao sang gì mấy nhưng mà hai vợ chồng của anh đó ở rất là ấm cúng. thì hai vợ chồng ở với nhau được cỡ một năm mấy nhưng mà chưa có bầu với anh chị, cũng như là hai vợ chồng chưa có con. thì thời gian đầu á hai vợ chồng ngủ cái ngủ ở trong cái ngôi nhà này nó rất là ấm cúng hai vợ chồng sống nó rất là hòa thật cái ngôi nhà này nhìn thấy nó hơi bị xuống cấp quý anh chị là lý do hiện giờ thì không có ai ở trước kia thì hai vợ chồng ngủ ở trong cái buồng phía trong ở quê mà nhiều khi họ ngủ họ không có cần đóng cửa nhà sau hoặc là đóng cửa trước chỉ đóng sơ xài thôi quý anh chị còn ở trong cái buồng của anh chị ấy, là không có đóng không có xài cửa chỉ xài cái màn thôi nhưng mà không hiểu tại sao cái đêm đó cô vợ của anh chàng này ngủ cứ đi đi tiểu cũng như là mất tiểu suốt quý anh chị thì cô mới đi ra bên ngoài cô tiểu xong cái cô mới nhìn qua cái dách lá nhà cô thì quý anh chị cũng thấy là dách lá ha cô thấy một hình bóng hình như là có ai đi ngang sau nhà của mình mà không biết tại sao hôm đó cô không có sợ ma quý anh chị thường thường đó cô rất là sợ ma nhưng mà hôm đó cô nhìn cái hình bóng đi ngang cái vách ngoài cả hông nhà của cô thì cái giường của cô cũng gần cái hình bóng nó đang đi tới đang di chuyển tới ngay cái lỗ luôn là ngay cái đầu nằm của cô rồi cô mới để ý cái hình bóng này di chuyển về hướng cái giường của mình để làm chi thì cô thấy một cái hình bóng này đứng nhìn hai vợ chồng cô đang ngủ nhưng mà thật sự cô thức quý anh chị hình bóng đó hình như là không có sợ cô thì qua sáng ngày hôm sau hai vợ chồng vẫn bình thường chồng đi làm còn vợ thì Đi khám con mình có ốm ngán hay không Bởi vì không gầy cô cũng ăn đồ chua thường xuyên Nhưng mà đi khám để cho biết là mình có thai hay không Thì đi vô bác sĩ, bác sĩ có khám Bác sĩ nói cô hiện giờ Trong cái bụng của cô là không có mang thai mà thấy có nguyên một một cái chùm tóc nó nằm ở trong cái uh, bụng của cô, cô mới uh, tá hỏa. thì chiều uh, chồng cô đi làm về, cô mới kể cho chồng cô nghe. thì uh, hai vợ chồng bỏ ngôi nhà này đi về nhà của uh, ông ngoại vợ ở. thì uh, hai vợ chồng đi về uh, nhà của ông bà ngoại ở. Để uh, tiện uh, gần nhà của bác sĩ để đi uh, khám Cái bụng của cô là ông bác sĩ kia nói á, Ở trong cái bụng không có em bé mà tại sao có tóc Người chồng rất là quan mang uh, quý anh chị Thì uh, khoảng nửa tháng sau Anh chàng mới uh, đem vợ đi qua bác sĩ khác khám Là bác sĩ uh, bên kia nói chứng đoán là nói chú vợ chú là có thai như vậy là anh chàng này rất là mừng vui nhưng mà vẫn không về nhà cũ ở vẫn ở nhà ông bà ngoại để uh, tiện đi uh, khám tiếp để chăm sóc cái bào thai đó quý anh chị bởi vì uh, vợ chồng của anh này á người cũng uh, hai mấy người ba mấy ai cũng muốn mình có con thì về ngôi nhà của ông bà ngoại vợ ở ở phía sau thì có hai cái ngôi, ngôi mộ cổ mà ngôi mộ này á là nghe nói thường xuyên nhát bà con ở vòng vòng xóm nhưng mà đặc biệt ngôi nhà của ông bà ngoại đang ở là ông bà không có nhát như vậy là có một bà cô ở kế bên qua thăm hai vợ chồng trẻ này và có dặn người vợ của anh bởi vì bà rất thích chơi số đề của anh chị bà nói bà dặn bà vợ của anh á con ngủ ban đêm á con có thấy ai mà cho số đó, là con sáng phải nói cho cô nghe nếu cô quýnh chúng cô sẽ hậu tạ cho tiền con. Thì cô gái này thời gian dưỡng thai thì đang ở không mà. Nếu mà mình uh, cho số bả trúng thì bả sẽ cho tiền mình có tiền xài lai rai. Mà bà cô này bả rất là tin tưởng về uh, những cô gái mà có bầu, nhất là gái một con. Có bầu một một đứa một đứa đầu tiên họ thấy số rất là linh thiêng. Thì uh, qua hai hôm sau người vợ của anh đang ngủ thấy có hình dáng một ông cụ mở cái mùng ra mới cho số cô ông kêu ông nói bảy chín nha bảy chín nha thì à, cô mơ mơ màng màng mà cô mới giật mình dậy thì à, hình bóng của ông à, biến mất thì à, cô ngủ cho đến sáng hôm sau thì cô mới đi qua nhà của bà cô ở kế bên cô cho bà cô hay cô nói hồi hôm này con ngủ cái dưới của con nằm chim bao nửa ngủ nửa mơ mơ màng màng con thấy có một hình bóng ông này khoảng cỡ 70 mươi bảy mấy tuổi mà ổng dạch cái mùng của con ra ổng kêu con Con mới giật mình vậy Ông mới nói 79 nha 79 nha Thì uh, Con cho cô hay Nếu mà cô cảm thấy uh, Chơi được thì uh, cô chơi chứ con không biết chơi nha Bà cô bà mới nói Trời ơi Mày thấy một cái hình uh, Trẻ tuổi thì tao còn tin Còn này mày thấy cái hình Ông già quá già rồi ông ông cho số sao mà trúng thì bà cô đó bả không có chơi nhưng mà có ông chú kế bên ổng theo dõi ổng nghe nhưng mà ông đó thì ổng cũng tin ổng chơi chút đỉnh ổng chơi hai chục ngàn đầu đuôi cò mình nghe nói một mười ngàn thì ở quê của mình chúng được 7 đến tám trăm ngàn của anh chị còn chỗ khác bao nhiêu thì mình không biết bà cô nói nếu mày gặp mấy người mà trẻ trẻ tuổi cho số tao mới chơi chứ mấy người lớn tuổi là tao chơi nó không có ra đâu bởi vì những người lớn tuổi là cho số quánh không có ga bởi vì họ già rồi họ yếu họ không có dành số được rồi người cô kế bên cổ có nói tối nay á hay là một hai đêm nữa con có thấy những con số nào mà nó là lạ, lạ thì cho cô hay cô sẽ đánh thì qua hôm sau cô ngủ cái dưới của cô là thấy kiểu như hai vợ chồng đi vô chùa để cầu an chùa cũng như là không phải là chùa cũng như là ngôi miếu quý anh chị Nó giống như chùa vậy thôi Nhưng mà à, Cô này cổ thấy à, Có một người lắp xăm Là ra cái con số 39 Như vậy á Cô mới à, Sáng hôm sau cô giật mình vậy Cô mới à, đi qua cho bà cô hay Bà cô bà nói À số 39 này số đẹp Số ông thần Tài thì uh, bà mới nói uh, bữa nay thứ sáu có đài trà Vinh Vĩnh Long Bình Dương mà thường thường uh, đài Bình Dương là nó ưa ra 39 đầu như vậy là bà con này bảo đánh uh, 39 đầu thì chiều uh, ra ngay chốc quên chị nhưng mà tiếc cái là bà chơi nhiều con số trước kia bà uh, đã từng thua Thành ra bà trúng cái con 39 đầu đầy Bình Dương này á Thì nó không có lời bao nhiêu quý anh chị Có lời mà lợi ích lắm Rồi từ lúc đó cũng như là cô thấy người cõi âm cho số cô là hai đêm rồi Như vậy là cô ngủ đêm nào cô cũng thấy hồn ma về cho số cô hay là thấy những người đi xin tài lộc à, lắc xăm này kia cô thấy rất là nhiều bữa đó cô có thấy là một người đi cầu cơ bằng hộp gà cũng như là cô nằm chim bao đó quý anh chị là thấy họ điếm dính lên con số 13 như vậy là cô cho bà cô hay luôn bà cô vẫn quánh chúng nhưng mà bà cô chơi nhiều con quá bà cô thua trúng con này nhưng mà thua mấy con khác thua ma, thua hai đài khác thì bà cô cũng không có lời bao nhiêu thì uh, thời gian sau uh, đêm nào cô ngủ cô cũng thấy ngồi cõi âm cho số cô nhưng mà cô không có chơi nhưng mà cô không có cho bà cô hay luôn bởi vì uh, cô sợ uh, cho bà cô hay rồi quánh trúng thì uh, không nói chi nhưng mà lỡ thua thì sợ bà cô hết tiền rồi vài hôm sau cô mới kêu chồng cô đưa cô về về nhà ở bình thường thì tối đêm nào cô ngủ cô cũng thấy hình bóng nhiều người đứng ở đầu giường của mình và ở chân giường của mình thậm chí kéo mùng và khều mùng luôn quý anh chị thì à, về, về nhà một thời gian sau cái bụng của cô càng ngày nó càng to lên cũng như là thai nhi à, nó bự đó quý anh chị mà đêm nào cô cũng khó ngủ miễn cô nằm nghiêng quang bên đó, thì à, bị à, vong kéo chân hay là kéo à, áo mà cô nằm ngửa thì à, rất là khó ngủ luôn. thì à, cô mới kêu á chồng của cô á, thức để à, canh cô ngủ. nhưng mà mấy hôm sau á thì à, chồng của cô á, đi làm à, công ty tăng ca đêm đó quý anh chị. chồng của cô không có à, canh được. thì à, chồng của cô á, kêu một đứa em chồng mà đứa em gái con nhỏ này thì nó không có sợ ma gì mấy quý anh chị. Tối đêm nào nó cũng thức để cho chị dâu ngủ. Thức thì anh ra ruột của mình cho tiền chứ không phải là không cho. Không có tiền nó đâu có thức được quý anh chị. Thì à, vài tháng sau cô đẻ bao bi, đẻ em bé. Thì à, lúc này à, người chồng cũng không có còn đi làm tăng ca quý anh chị chỉ làm ban ngày thôi ban đêm thì về ở nhà bình thường ngủ với vợ nhưng mà người vợ của anh á là không có còn thấy những hiện tượng tâm linh nữa cũng như là từ lúc mà sanh em bé ra cho đến ba bốn tháng sau em bé đã cũng như là bú cứng cáp lại À, cô ta may mắn là không còn Thấy ma Thấy hình bóng ai cho số nữa Nhưng mà khoảng cỡ 3 tháng sau Cô nằm chim bao Cô thấy một cái giấc mơ Rất là kinh dị quý anh chị Cô thấy Là một hình bóng Ông lão Mặc đồ đen Thò tay vô Bồng đứa con của cô Đi ra khỏi mùng Còn Ông cũng như là một tay bồng con của cô, rồi ông vạch cái mồm lên, ông ấy thò cái đầu ông vô, ông ấy le cái lưỡi ra dài cỡ một gan rưỡi quý anh chị, ông liếm cô, là lúc đó cô muốn đơn hình rồi, nhưng mà cô gắng gượng lại, cô chạy, cô đi kiếm một cái cây mát để cô chiến đấu với cái ông lão quỷ này thì lúc đó, lúc đó lão quỷ á, là lòi hai cái găng nanh ra rất là dài nhìn thấy ghê lắm quý anh chị thì cô nàng này thấy lão quỷ này lòi hai găng nanh ra le cái lưỡi liếm con của mình thì cô đang cầm trên tay một cái mát cô quánh ông ta cô đâm ông ta nhưng mà Cảm thấy là rất là yếu ớt, không có hề hớn gì đến đâu, ông ta. Thì cô nắm tóc cô quánh cái ông ma đó, thối thần luôn á. Nhưng mà cuối cùng một hồi cô lấy cái sức lực, lấy cái nội công lại. Cô quánh một cái bóp, nhưng mà vô tình là quánh ngay cái gương mặt của người chồng đang ngủ kế bên mình. Thì người chồng mới thức dậy Hỏi em làm gì vậy Như vậy là cô vợ cũng tỉnh luôn Cô vợ mới biết Là nãy giờ mình đang nằm chim bao Rồi sáng hôm sau Cô mới tỉnh giấc Cô suy nghĩ Cô nói Mình sanh đẻ còn non ngày tháng Bởi vì con của cô có mới 7 tháng Thành ra thường xuyên thấy Có thể là tầm bậy tầm bạ cô với uh, chồng của cô bàn tính với nhau là dọn lên nhà trên ngủ cũng như là không có còn ngủ ở trong buồn nữa thì uh, ngủ được uh, cỡ nửa tháng sau cô mới uh, kêu chồng của cô thôi bây giờ nhà này cảm thấy ngủ bị bất an uh, anh đưa tôi đi về nhà mẹ ruột của tôi ở ngay chỗ cái giường của tôi ngủ ngày xưa cho nó an toàn thì anh chàng chồng của cô cũng chiều cô chở cô và con cô đi về nhà của cha mẹ vợ chơi và tính ở chừng vài tháng mới về nhà cũ thì về tới nhà của cha mẹ vợ cha mẹ vợ rất là mừng gỡ nhưng mà ăn xong buổi cơm á cô vợ có xin cha mẹ qua ruột nói bây giờ à, con ở nhà con con thấy nhiều cái hiện tượng tâm linh nó rất là kỳ lạ bây giờ à, mẹ cho con à, với chồng con và cháu ngoại của cha mẹ ở à, tá túc ở nhà của cha mẹ ở à, chừng vài tháng chừng nào con của con cứng cáp rồi con sẽ đi về là trở lại nhà con thì à, cha mẹ vợ đồng ý với anh chị thì cha mẹ vợ mới hỏi thời gian con ở bệnh có lý do gì mà tại sao con muốn về đây con ở thì người vợ của anh đó, có nói con ngủ ở trong phòng của con đó, thường xuyên thấy ma nó lôi dò với nó với nó kéo mùng mà thấy toàn là chim bao không như vậy là người mẹ của cô á mới đi tìm ông thầy giỏi để xin hai cái lá bùa dán ngay hai cái cửa phòng thì ngủ tháng đầu rất là ok vì nhà đông người mà đâu có còn sợ ma cỏ gì nữa thì có cái đêm đó cái con rắn đó, nó nó trèo lên cái dây điện dây điện đường đó quý anh chị điện cái ngoài Kế thùng cột điện nó nổ cái thùng điện nó mát nó nổ thành ra cả sớm đều bị tắt điện mà tắt ngay cái lúc 12 giờ khuya luôn cô Rất là sợ ma cô mới kêu Chồng của cô thôi bây giờ ông thức ông canh tôi ngủ đi chứ tối thui làm sao tôi ngủ như vậy là người chồng của cô đi kiếm cây đèn dầu để thắp sáng cho cô ngủ và anh chàng chồng của cô cũng ngủ luôn chứ thức làm sao mà nổi thì à, con của cô thì nằm chính giữa chồng của cô thì à, nằm ở à, bìa còn cô thì nằm ở trong vách khoảng cỡ một giờ sáng phi phê đó quý anh chị cô nghe nhiều cái tiếng nhiều đứa trẻ nó chơi nó nó, nó hú hí ở bên cái vách nhà của cô đang ngủ thì cái dí của cô ấy, nhìn ra cửa sổ là cô thấy là có ba đứa em bé mà khoảng cỡ 15 16 tuổi đang đen bởi vì cô sống ngay dùng dân tộc của anh chị người Khmer là có rất là nhiều cô thấy nó đi xuyên vô cái vách của cô rồi nó nhìn vô trong cái mùng của cô và hai vợ chồng và đứa con của cô đang ngủ cô thấy có một đứa bé nó nói với hai đứa kia là ông bà và đứa bé ngủ rồi ở bên kia thì nó thấy có sữa quý anh chị nó mới vô nó lấy nó uống thì cô mới trực nhớ lại cô tưởng tượng đứa bé này ba đứa bé này hình như là con của bà chị chồng mình ở kế bên mà ta nhưng mà cô suy nghĩ lại là bà chị chồng và ông anh ông anh chồng của mình đó là đi Sài Gòn rồi dẫn ba đứa bé lên chảnh rồi làm sao mà nó có ở nhà mà nó nó đi qua đây nó xin sửa được cô gán gượng cô la ba đứa nhỏ ba đứa nhỏ nó nhìn nhìn trầm trầm vào cô và con của cô như vậy á là cô gượng kiểu như sửa của con của mình thì mua không có bao nhiêu sợ ba đứa nhỏ uống hết rồi làm sao mà con mình uống được thành ra cô mới gượng dậy mà cô gượng không nổi có một đứa bé to cao đang thù lùi à nó mới bay lên ngực của cô nó mới chấn vào cái ngực của cô cô không gượng nổi luôn cô muốn dùng dãy lên mà dùng dãy không được cuối cùng cô mới niệm phật Cô niệm cũng không được, không lên tiếng luôn. Rồi bắt đầu á. Cô mới niệm ở trong tâm. Xong cô mới đá cái bật. Thì đứa bé mà nó bay đi mất tiêu. Người chồng thì giật mình vậy. Rồi qua sáng ngày hôm sau. Người vợ của anh có kể cho anh nghe về... Lúc ban đêm cô ngủ cô thấy ma. Thì hai vợ chồng mới bàn nói thôi bây giờ mình bàn với mẹ mình coi tính như thế nào chứ ở nhà mình ngủ cũng thấy ma mà đi qua nhà của mẹ ngủ cũng thấy ma luôn là sao thì sáng hai vợ chồng nói với cha mẹ cho cha mẹ biết thì cha mẹ mới nói thôi cái việc này khỏi lo con khỏi lo bây giờ con lo về nhà của con đi con vẫn ở thoải mái là Trước khi à, à, con ở là con mua bông hoa, trái cây, bánh trái, nhang đèn, à, nấu một mâm cơm nữa. Rồi à, con kêu đó, cha mẹ chồng của con đó, qua khấn giái, cầu xin các vong linh, à, ông bà phước mặt đất đai ở đây cho mình ở và mời ông bà ăn thì không ai phá còn như nhà của cha mẹ ở đây thì một hồi cha mẹ cũng phải đi mua y chang như bông qua trái cây như cơm nước nãy cha có kể cho con nghe vậy đó cha cúng một bông cơm là sẽ hết thôi thì cô về cô với chồng của cô về nhà của mình ở thì làm y chang như cái lời của cha mẹ của cô nói rồi cúng cơm khấn vái rồi sau này là ở xuân sẻ không có bị thấy bóng ma khều hay là bóng ma đè luôn quý anh chị là do ngôi nhà này trước kia của trước kia cô ở là cô không có tin dị đoan cô ít cúng kiến thì hai vợ chồng ở cái ngôi nhà này khoảng cỡ 15 16 năm quý anh chị À, hiện giờ là không có ở trong nhà là lý do là kinh tế khó khăn hiện giờ thì hai vợ chồng và một đứa con đi lên sài gòn để làm thuê làm mướn mình nghe nói làm cũng khám khá lắm quý anh chị nghe nói cỡ thêm vài tháng nữa anh chị về đây cất một cái nhà mới lợi ở thì trước khi mình kết thúc video Ờ, hiệp chúc tất cả quý cô chú và tất cả quý anh chị và tất cả các bạn có thật nhiều sức khỏe và có thật nhiều niềm vui. Ờ, hiệp cảm ơn quý anh chị đã nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ cũng như là chia sẻ lên facebook giúp mình ha. Rồi máy bay quý anh chị hẹn gặp lại.